Chào mừng tất cả các bạn đã đến với 10 bóng đá. Có rất nhiều sự tranh cãi với tình huống té ngã của Raheem Sterling trong vòng cấm của trận đấu bán kết giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đan Mạch, giúp đội tuyển Anh có được một quả đá phạt đền và nâng tỷ số lên 2-1. Điều này, quyết định này có thật sự chính xác của trọng tài McKinley? Sau khi hai đội kết thúc với tỷ số hòa một đều trong 90 phút thi đấu, thì bước sang phút thứ 103 hiệp phụ thứ nhất, một pha đi bóng bên hành lang cánh phải của đội tuyển Anh, Raheem Sterling đã có một cú bứt tốc loại bỏ hàng hậu vệ của đội tuyển Đan Mạch và mang về một quả đá phạt đền. Nhưng thực hư quả đá phạt đền này có thực sự chính xác hay không? Sau tình huống gây tranh cãi phạt đền thì các nhà báo lớn của Italia, đặc biệt là báo Football Italia, họ lại cho rằng trước khi tiền đạo Raheem Sterling té ngã trong vòng cấm từ tình huống được cho là hậu vệ của đội tuyển Đan Mạch va chạm, ở tình huống Joachim Markley tác động vào Raheem Sterling, lẽ ra trận đấu phải dừng lại vì ngay thời điểm đó là có hai quả bóng ở trên sân. Tuyển Anh không được hưởng quả đá phạt đền ở tình huống đó vì trọng tài Markley đã mắc sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Và trang Football Italia họ có thêm những nhận định như sau: có đến hai lý do không thể thổi phạt đền cho đội tuyển Anh. Ngoài hai quả bóng trên sân ở thời điểm diễn ra tình huống trong vòng cấm thì việc Sterling té ngã cũng không thật sự rõ ràng, bởi tác động của hậu vệ Đan Mạch là chỉ là tối thiểu, tức có lẽ là tác động của Joachim Markley tác động vào người của Raheem Sterling là thật sự không đủ mạnh để cầu thủ này có thể té mạnh đến như vậy. Và chính pha bóng gây tranh cãi ở phút 103 thì cũng như được các kênh như là ESPN, nhiều tờ báo hàng đầu như là Marca, AS Tây Ban Nha hay kênh beIN Sports đều đăng tải rằng quả đá phạt đền này không thật sự chính xác. Và hai nhà cầm quân huyền thoại và nổi tiếng đó chính là Arsene Wenger và Jorge Mourinho cũng khẳng định rằng đây là một quả đá phạt đền vô lý. Đội tuyển Anh được hưởng quả đá phạt đền ở tình huống này là sự nhún nhường của trọng tài McKinley. Và bây giờ chúng ta sẽ phân tích nha. Chúng ta sẽ phân tích bằng hình ảnh và sâu hơn những tình huống từ đầu tiên mà Raheem Sterling di chuyển xuống từ hành lang cánh phải cho đến khi mà trọng tài thổi một quả đá phạt đền, thì chúng ta xem thử coi cái tình huống này những tác động nào, những pha va chạm nào làm cho Sterling té ngã nặng nề đến như vậy. Vâng, đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy được rằng ở tình huống này thì các bạn có thể nhìn thấy được là Raheem Sterling thoát xuống từ bên phía hành lang cánh trái của đội tuyển Đan Mạch và một pha bứt tốc rất nhanh. Nhưng thay vào đó, các bạn có thể nhìn kỹ hơn, ở tình huống này có hai quả bóng trên sân và hướng mắt nhìn của trọng tài McKinley là nhìn thẳng vào sự di chuyển của Raheem Sterling và hậu vệ cánh trái của Đan Mạch. Cùng lúc này hai trái bóng cũng đang có mặt trên sân. Đúng ra phải tạm dừng trận đấu từ pha này bởi vì trong sân có hai quả bóng. Tiếp theo nữa là khi mà Raheem Sterling đã vượt qua được hậu vệ của Đan Mạch thì vẫn còn hai trái bóng ở trên sân nha mọi người. Khi này hai trái bóng đang rất gần nhau và trọng tài McKinley đã làm lơ luôn, đã bỏ qua tình huống mà trước khi Raheem Sterling di chuyển vào vòng 16m50 của đội tuyển Đan Mạch. Và đây là một hình ảnh mà Sterling đã di chuyển vào luôn cả trung tâm của hàng hậu vệ Đan Mạch, đặc biệt là hai cầu thủ gần nhất ở thời điểm này, đó chính là Markley và Jensen. Nhưng bên cạnh đó, trọng tài, cái hướng nhìn của trọng tài vẫn tập trung chú ý nhìn vào Sterling để xem ông này làm gì. Và bên phải của trọng tài vẫn còn trái banh. Và lúc này đáng lẽ ra trọng tài phải, nếu ở tình huống trước đó trọng tài chậm thổi tạm dừng trận đấu bởi vì có hai quả bóng, nhưng trọng tài lại tiếp tục cho trận đấu diễn ra luôn. Và chúng ta sẽ nhìn sâu hơn ở một góc máy khác. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến một cái hình ảnh khác. Đây là hình ảnh mà Sterling di chuyển vào chính giữa hai cầu thủ Đan Mạch, đó chính là Jensen và Markley. Và cái chân phải của Markley vừa quẹt hụt một quả bóng. Và tiếp theo nữa, hình ảnh thứ hai chúng ta thấy được là Markley đã có động thái rút chân lại, và chân phải của Markley và chân phải của Sterling đã có sự va chạm, nhưng với một cái góc độ là không phải là một góc độ nghiêng, đó là một góc độ chân thẳng 90, tức có lẽ là rằng
Mcleay đã trụ ở tình huống này chứ không cố ý va chạm vào Sterling. Và bên cạnh đó chúng ta thấy được là bàn tay phải của Jensen va chạm thẳng vào người của Sterling. Và tiếp theo hình ảnh nữa là kể cả một cái hơn khoảng 30%, nói chung là 30 độ của Jensen ngã vào người của Sterling. Và có thể thấy ở tình huống này cái mông của Jensen lại va chạm, khẽ chạm nha, cái này cũng không phải là va chạm mạnh nữa mọi người. Đây là một pha khẽ chạm của Jensen vào mông của Sterling. Tình huống đầu tiên là tình huống chạm chân, hai chân phải của Sterling và Mcleay chạm nhau thì cũng thấy rằng nó cũng không có quá để có thể làm cho Sterling té ngã. Nhưng ở cái thế nghiêng người nhào về trước của Sterling thì đã thủ thế sẵn để té trong vòng 16m50. Và ở cái hình ảnh mà Jensen đưa cái mông của mình hơi áp nhẹ vào mông của Sterling thì đã tạo, chính cái tình huống này đã tạo cho Sterling té ngã một cách điệu nghệ và rất đẹp. Chúng tôi sẽ đến với một cái hình ảnh mà góc nhìn của trọng tài Mcleay. Các bạn có thể thấy được trọng tài Mcleay thừa biết rằng sự tác động của Mcleay là không đủ lớn để cho Sterling té ngã. Nhưng trong tình huống tiếp theo là chỉ có một pha chạm nhẹ mông của Jensen và mông của Sterling lại thôi, và Sterling đã té ngã rất đẹp ở tình huống này. Và trọng tài quyết định ngay là một quả đá phạt đền cho đội tuyển Anh. Với tôi thì trong tình huống này, và tôi nhìn thấy được là pha va chạm của hai cầu thủ Đan Mạch, đó chính là số 5 Mcleay và số 24 Jensen, là không đủ lớn để có thể dẫn đến một quả đá phạt đền, cũng như là không có tác động mạnh nào đến Sterling cả. Và chúng ta có thể thấy được cú ngã của Sterling là rất mạnh. Có thể nói đây là một trong những pha té ngã trong vòng 16m50 đẹp nhất mùa Euro năm nay. Sau tình huống đó thì các bạn cũng có thể thấy được là 6 cầu thủ của Đan Mạch đang phân trần với trọng tài, là phản đối quyết định của trọng tài và yêu cầu va check. Và khi va check nhưng trọng tài quyết định vẫn là penalty, là penalty. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những tình huống penalty không thật sự đáng có. Nếu không có penalty ở trận đấu này thì trận đấu giữa Đan Mạch và đội tuyển Anh sẽ còn kéo dài mãi đến lượt penalty chính thức. Các bạn cũng có thể thấy đáng lẽ ra đây là một trận đấu với một cái tinh thần thể thao cao thượng và một trận đấu lịch sử của bóng đá Anh, lần đầu tiên có thể bước vào trận chung kết. Nhưng lại có một cái hình ảnh thực sự rất xấu xí và được lan truyền với một tốc độ chóng mặt sau khi trận đấu kết thúc. Ở tình huống đó thì Harry Kane bước lên quả đá 11m ở phút thứ 104 của trận đấu. Thì các bạn cũng có thể nhìn thấy được rằng Kasper Schmeichel đã bị dội tia laser vào mặt. Kasper đã rất xuất sắc cản phá được lượt đá đầu tiên của Harry Kane và thất bại ở lượt đá bồi. Với tôi, hình ảnh chiếu tia laser vào mặt của các thủ môn thì điều này là cực kỳ cấm kỵ. Sau rất nhiều tranh cãi pha té ngã của Raheem Sterling thì ngoại trừ hai nhà cầm quân là Jose Mourinho và Arsene Wenger không chấp nhận quả đá phạt đền, thì bên cạnh đó cũng có những cựu trung vệ Michael Richards cũng cho chia sẻ trên BBC rằng: "Tôi không biết vì sao quyết định thổi phạt đền lại không được thay đổi. Tôi nghĩ rằng trọng tài đã quyết định sai." Và tiếp theo một chia sẻ chi tiết hơn của huấn luyện viên Arsene Wenger trên PN Sport: "Đó không phải là phạt đền. Tôi không hiểu vì sao họ lại không yêu cầu trọng tài xem lại pha." Và các bạn cũng đã thấy trên chấm 11m, đội trưởng của đội tuyển Anh là Harry Kane vẫn không thắng được Kasper Schmeichel. Nhưng đá bồi thành công sau đó đã giúp cho đội tuyển Anh nâng lên tỷ số 2-1. Và lần đầu tiên đội tuyển Anh đã vào đến chung kết Euro năm nay. Xét cho cùng là những quyết định của trọng tài Mcleay đã gây ra rất nhiều tranh cãi, và những gì đã diễn ra trên sân vận động Wembley đã không còn thay đổi được nữa rồi. Còn các bạn nghĩ như thế nào về tình huống té ngã của Sterling thì hãy bình luận ngay bên dưới cho Mây Bóng Đá nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm like, bật chuông thông báo để ủng hộ cho Mây Bóng Đá ra thêm nhiều video nữa nha. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày tốt lành.